Bày khỉ đền ơn tha mạng Tôi đã có dịp đến xã Phượng Tiến, huyện Định Quá, Thái Nguyên để một sở thị tận mắt về cái hang thần bí mà người dân nơi đây luôn tôn kính. Hang nằm ở đại bàn bản hợp thành. Nó có nhiều tên như hang ma ba tổng, hang quan tài hoặc hang tiền. Nhưng người dân nơi đây thường gọi bằng cái tên Hàng Ma Ba Tổng, sự kỳ bí của nó khiến bao người phải ghê sợ, kể cả những người bản địa cũng ít người dám bén mảng tới lãnh địa Hang Ma. Nằm ở độ cao cách thung lũng dưới chân núi khoảng 600 trăm mét, đường lên Hang Ma Ba Tổng vô cùng hiểm trở, dốc đá treo leo, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thẳm vào những đêm rằm người ta vẫn hay nghe thấy tiếng hú hét vang vọng khắp núi rừng xuất phát từ chính hang ma ba tổng này nhưng có một người thợ săn lão luyện đã dám đặt chân tới đây và câu chuyện trong những lần đặt chân tới hang ma này đã khiến người thợ săn ấy phải giả từ sự nghiệp để tìm hiểu rõ câu chuyện tôi đã tìm đến người thợ săn để nghe câu chuyện ly kỳ của ông ông là hoàng văn nam người ở bản hợp thành một thời từng là tay súng bách phát bách trúng nổi tiếng nơi đây ngồi bên ấm trà trong buổi chiều ông nam chậm rãi nhớ lại từng chi tiết của chuyến săn định mệnh ấy với khách trong ký ức của ông Nam vẫn chưa bao giờ quên câu chuyện này. Đó là một buổi trưa cuối năm 1997. Như mọi buổi đi săn khác, sau khi ăn xong, tôi dắt đồ nghề lên vai, dắt theo đàn chó săn tinh nhuệ cùng ba người anh em nữa, thẳng tiến lên núi rừng Ba Tổng. Đồ nghề của ông là những cái bẫy sắc nhọn dùng để săn thú và khẩu súng săn đã theo ông chinh chiến hơn chục năm trời. Sau khi đặt bẫy, cả mấy thợ săn nhìn thấy cảnh con khỉ cầu xin được tha chết và cả gia đình con khỉ ấy dắt díu nhau vào hang. Người thợ săn như thức tỉnh. Bao nhiêu năm cầm súng, giờ đây ông bỗng trùng bước bởi cảnh tượng chứa đựng cái tình chan chứa của nhà khỉ. Câu chuyện về một người thợ săn lão luyện buông súng bỏ nghề sau một chuyến săn định mệnh đã trở thành một quyền hoại sống nơi núi rừng đất chè, ngồi hút thuốc và ngồi đợi kết quả thu được. Mãi một lúc không thấy động tĩnh gì, ông cùng anh em quyết định truy lùng theo kiểu đánh động theo thế gọng kìm. Lùng sụt một lúc lâu, bốn người thợ săn nhìn thấy một con khỉ đầu bạc rất to xuất hiện trên gền đá. Cả bốn người chưa từng thấy con khỉ nào lạ lùng đến thế. Nghĩ là một chiến lợi phẩm ngon lành. Mọi người cẩn thận, tỉ mỉ, tiếp cận mục tiêu. Cố không để con khỉ bỏ trốn khi cách con vật tầm ba chục mét những tiếng súng vang lên con khỉ đầu bạc trúng đạn và quảng hốt chạy trốn không thể đánh mất chiến lợi phẩm những người thợ săn lành nghề rượt theo cho kỳ được lần theo vết máu ông nam tới trước cổng hang ma ba tổng nơi người dân bản địa ít dám đặt chân tới con khỉ bị chảy máu ở chân nó ngồi trên phiến đá ngay trước cửa hang, cách ông Nam và đồng đội chừng 10 mét. Lúc này cả bốn người dương súng săn, nhắm bắn thẳng vào con vật tội nghiệp. Nhớ lại giây phút đó, ông Nam nói, Kỳ lạ thay, chẳng phát súng nào trúng, dù con khỉ vẫn ngồi đó và chẳng thèm bỏ trốn như ban đầu. Nó dường đôi mắt ngân ngấn hai dòng lệ, nhìn chằm chằm vào những người thợ săn bất chợt nó lôi từ đâu ra một nắm quả rừng chìa ra phía chúng tôi y như muốn cho để cầu xin sự sống ông nam kể lại rằng chưa bao giờ trong đời đi săn của mình ông lại được chứng kiến cảnh tượng đầy xúc động đó nhưng việc của một gã thợ săn là giết thú rừng nên mặc dù tấm lưng đã ướt nhẹp mồ hôi, ông vẫn quyết tâm phải bắn hạ bằng được con vật đáng giá ấy. Điều ông không bao giờ nghĩ đến chính là lúc ông dơ khẩu súng săn bén mùi thịt rừng của mình lên, thì bất chợt có thêm hai con khỉ nữa xuất hiện, một to, một nhỏ. Chúng nhìn chầm chầm vào những người thợ săn, rồi chấp tay giấy lấy giấy để, miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ như cầu xin tha mạng. Chứng kiến cảnh tượng đó, bất giác, ông Nam và những người anh em buông thõng súng xuống. Không ai bắn nữa, rồi cứ đứng như trời trồng để mặc ba con khỉ dìu nhau vào hang ma lẫn trốn. Cuộc chạp chán đầy bất ngờ và sự đối đầu không lường trước giữa một gia đình khỉ với những người thợ săn lão luyện như ông Hoàng Văn Nam đã khiến bản tính ông thay đổi ít nhiều. Sau đó, tâm tính ông hiền lành hơn, sự vô cảm dường như không còn nơi chất chứa. Chứng kiến tình cảm của những con vật ấy, ông Nam cảm thấy ám ảnh. Những lần sau, ông vẫn tiếp tục đi săn nhưng không còn săn những con thú lớn mà chỉ tìm bắt những loài động vật nhỏ mà thôi. Tiếp đó, khi kể lại câu chuyện thoát chết trong gan tấc nhờ sự cứu mạng của bầy khỉ mà đứng đầu là con khỉ đầu bạc, ông Nam vẫn không khỏi rùng mình. Đó là cả một sự tích, một câu chuyện thần thoại trong đời thực mà ông nam may mắn được làm nhân vật chính đó cũng chính là nguyên cớ khiến ông quyết định bỏ nghề rửa tay gác kiếm không còn dương vấn gì đến cái nghiệp sát sinh thú rừng nữa những năm đó vì không còn đi săn thú lớn nên tôi không cần nhiều chó săn như trước mỗi lần đi tôi chỉ mang theo một chú chó để huấn luyện dần trong một lần đi săn, tôi mang theo chú chó chuyên bắt rắn. Khi tôi và con chó của mình tới trước gần núi đá dựng, đứng trước hang ma ba tổng, một địa điểm từ trước tới nay ông chưa từng đặt chân khám phá. Tôi quyết tâm chinh phục một lần. Ông kể, nói là làm, ông Nam bám tay leo lên những gền đá sắc nhọn cao tầm 7 mét để tiến vào một cái hang sâu phía trên vách núi. Thế nhưng thật không may, lúc ông đang thận trọng bám từng tay chắc nịch vào mỏm đá, thì bất ngờ tay ông chạm phải một con rắn hổ đang trường bò phía trên vách núi. Theo bản năng, con rắn phình hai cái mang to như bàn tay người, rồi đớp lấy tay gã thợ săn. Nhanh như cắt, tay trái ông Nam bám chặt vào mỏm đá, tay phải theo phản xạ buông khỏi phiến đá để tránh sự tấn công của con rắn. Rồi tôi bị trượt tay, té ngã xuống quảng đất trống phía dưới gần đá. Trong lúc da đập ngã xuống, tôi mơ hồ như có cái gì đó kéo tôi lại và tôi ngất đi. Lời ông Nam Tỉnh lại, ông thấy mình nằm trong khe đá ông không hiểu sao mình lại mắc được vào đây bởi chỉ chút nữa là ông đã ngã xuống vực thẳm gần đó bầy khỉ đầu bạc vẫn ngồi gần chỗ ông nằm chúng không hề hoảng sợ mà chỉ ngồi nhìn điều bất ngờ hơn là ông nhận ra con khỉ đầu bạc đã xin ông tha chết trong lần đi săn trước ông tin rằng chính bầy khỉ đã cứu mạng ông trong giây phút nguy cấp đó. Sau khi thoát chết thần kỳ, ông Hoàng Văn Nam lặng lặng trở về, rồi nhất quyết bỏ nghề, mặc sự can ngăn của bạn bè, người thân. Ông cho rằng, ăn của rừng rưng rưng nước mắt, cái gì cũng có cái giá nhất định của nó. Ông khuyên con cháu không được theo nghề sát sinh, nhất định phải sống làm người lương thiện. Theo ông, không làm điều ác nhưng cũng một sự trả ơn với núi rừng. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media. Vui là... Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi dội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức quảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát thế là khỉ bị trúng đạn chết trên cây con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên nó dùng tay chỉ chỉ vào con rồi nhìn tôi xua xua tay sau đó lại chỉ vào mình nó Ra hiệu như là Muốn tôi bắn nó vậy đó Tôi hiểu ra Khỉ mẹ muốn hy sinh Tỏ ý sẵn sàng chịu chết Và gian sinh tôi đừng giết con nó Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động Nước mắt cứ trào ra Dội dàng bỏ súng xuống Tôi đó đo... Tụi bạn nấu thịt khỉ ăn Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh Nên không muốn ăn Trong lòng tôi Không ngớt tự trách mình tại sao lại muốn ăn thịt khỉ tại sao lại nhẫn tâm giết bán da xương của nó tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người à, thiệt là tội lỗi hòa thượng còn kể bạn ông có tài thiện xạ ưa bắn phá tổ chim những con chim bắt được anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu nhiều vô số kể anh ta ưa bắt lương, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bú độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn mọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rửa nằm trên giường kêu đau đớn. Mù đêm mưa to, anh đi ra ngoài. Bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim, tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói, Từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thầy không sát sinh nữa gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp, Tôi mong sao, tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại, và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đó. Tiểu Thư Khỉ Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ lưu cử hành hôn lễ tân đương là một cô gái có biệt danh tiểu thư khỉ nguyên lai like, mọi người đều cho rằng tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí hay một nàng thân thể đầy lông hình dạng giống y như khỉ nên mới có biệt danh này nhưng lúc đôi tân dân bái đường xong cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách thì mọi người đều sáng mắt lên không hẹn mà đồng thuốc ra một câu Tần đáy lòng. Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Ừ, trời ơi, đẹp đúng là ngữ? mỹ nhân vậy đó. Đẹp trời quá. Ơi, đẹp à. quá à. Thế nhưng, mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này, lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu, tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao. té ra, mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ, từng là một hoa khôi nổi danh. Số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe giành bến mộ, đều tìm tới, mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng chàng thì tuấn tú đa tài nàng thì kiều diễm bỉ lệ thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đuôi nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ chẳng mấy chốc từng đương mang thai chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội chăm sóc lo điều đủ điều ba mẹ chồng thấy điều vui mừng ai cũng ưu ái lo cho nàng bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bác như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được, và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng thấy vợ dùng rất nhiều chồng nàng vô cùng bừng rỡ từ đó mỗi khi gặp phiên chợ nhóm chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng hôm đó, chồng nàng ra chợ gặp thờ săn trối một con khỉ rau bán người chồng mừng quá mua nó đem về nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn hôm đó cô vợ đã mang thai được bảy tháng ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã chỉ ăn toàn chuối và hoa quả tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình mắt nó tuôn lệ chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, dương dao lên, toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải, chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực, chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức, nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về, rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về. Do bốn ngón tay con khỉ nắm khóa chặt nên nó bị đứt lìa hai phần ngón, bốn ngón chỉ còn lại hai lông cuối tính từ khớp xương trở vào. thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. "Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi." Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hủ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngủ quan trong rất đoan chánh chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài luôn miệng nói lạ quá thái lan theo phật giáo tin sâu nhân quả mọi người không hẹn và đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra hôm nay Tân nương Tiểu Thư Khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó, không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Thằng, Thằng cháu, cháu quý, quý tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi thường tham gia Phật thức, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội Tinh Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to, hét lớn, ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày, cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày ba bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học lấy những thứ nó cần nữa con trai bà điều khiển kinh tế rất khá có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân sở hữu điền sản nhà xe đều rất nhiều rất muốn thằng con về ở chung nhưng thằng lư từ giỏ chỉ thích ở với ông bà nội song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ làm phiền hai ông bà đủ điều bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ, lúc bực tức, còn đá nhà đá cửa, quay một trận văn tưng bừng, nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than <laughs> Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi, miệng dù có niệm Phật, tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong, hết sức cảm thông và tội nghiệp họ. Vì vậy, bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu Pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc, rồi ôn tồn bảo. Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngủ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Đó là mọi việc rất chất giả, nhưng an toàn thơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng đánh đập đến khi con lừa già họ đem nó bán cho lò mổ hiện nay thằng lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ hai ông bà phải nhanh chóng đến trước phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho nó như vậy mới có kết quả tốt nếu không tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuộc lại cặn kẽ cho tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin và nói: ừ, thằng bé này đúng là con lừa. Hèn gì mà nó hay đá và tính khí vui giận thất thường. Chọc tôi bị nó chọc tức. Đến nỗi lên tăng xong, mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi, ấy thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này, đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, tưởng cư sĩ gọi điện tới nói. À, tôi xin báo tin cho Tôn huynh và Hòa Thượng Diệu Pháp hay. Tôi và ông xã hàng ngày kiên trì tụng kinh địa tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng Tính đến nay đã ba mươi chín bộ rồi. Suốt thời gian này thằng Lưu chỉ quậy có một lần. Miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, Khen nó tính chất phát, ưa giúp người. Thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong, bà buộc miệng tán thán. Quy lực kinh địa tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường phật pháp thật là diệu kỳ hiện tại chúng tôi tu hành tính tăng càng tăng thiên thần hộ người trì giới trong xã hội hôm nay các thiên tai nhân họa như địa chấn sóng thần thủy hỏa tai ôn dịch chiến tranh đụng xe luôn phát sinh chúng ta phải làm sao để viễn ly tai nạn trong kinh quán đỉnh phật giảng nếu như chúng ta quy y tam bảo thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ, người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có năm vị hộ pháp thần vương bảo vệ, tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hàng hà sa số quyến thuộc, thảy đều ủng hộ người tu. Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thấy nào đoán ra, đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng, khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thởm lo âu. Cho đến một ngày kia, vì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, vì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đề này, còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh, không những khéo chữa trị thân tâm, mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo Pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh, thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp, tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái, là xe tông vào dì rồi, thì nó dội ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng. Cả xe lẫn người gây tai nạn, rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt, vội nói, Trời ơi, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà. Không, không sao hết. Dì Trần mỉm cười đáp. Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông gì mạnh, tới mức mà nó bật ngược, rồi xuống hồ mà. Thôi, để cô đưa gì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đương lúc hai dì cháu đang nói, thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nổ khí xuân thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, Y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì Trần quát. Trời ơi, cái bà già này, lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy? Đám đông bu quanh, cũng giao nhau, nhau lên tiếng trách mắng người đạp trời xe. Ơi, Ông ta ơi, ơi. bị la đến nỗi cứng họng hết nói, đành bẻn lẽn bỏ đi tới chỗ phù, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần. Trời ơi, dì phải đi bệnh viện khám ngay, chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh khám chút cho an tâm, đề phòng rủi ro mà. Thế là, dì Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra, còn lại đều bình thường. Không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuộc lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, vì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ nhờ vậy nên không có bị đau mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra tôi nói con nghĩ là nhờ vì trì giới nghiêm nhặt lại tịnh tiến tu theo pháp phật cho nên được bồ tát di đà hộ pháp đến giúp vì hóa giải tai nạn đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại tránh cho gì không bị thương đó quy lực phật pháp quả không thể chỉ tưởng. Người trì giới chuẩn mực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tin tấn tu học Phật, mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân thậm chí, những ác nghiệp Tào từ vô thị kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền một khi tu học phật rồi nếu biết nhất tâm sám hối bỏ ác theo thiện vĩnh viễn không phạm lại nếu lấy trì giới làm gốc tinh tấn tu liền có thể hóa giải tai nạn hoặc tội nặng trả nhẹ khi lãnh quả báo hay tai ương phải hiểu là mình đang giải tốt nghiệp quá khứ trong kinh kim cang có câu những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo nhờ đời này bị khinh chê nên tội thịt, thịt rùa ngon người thường hải có câu đầu môi như thế này hiện thế báo nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời chẳng đợi sang kiếp sau mới báo ở Thượng Hải có vương ti sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước gặp nồi, dùng nắp đầy kín nồi. Trung tâm nắp có khoét một lỗ hỏng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hỏng đó, há miệng thở, Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào bị rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng, ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỗng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật giả man chưa hết chùa đang hoàng hoại đau đớn dãy chùa trong nước đóng rồi chiều không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò muốn trốn cũng không có cửa cầu sống không có đường thế là nó đành vô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp lúc này vương tiên sinh tàn dẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng có đủ muối dầu giấm ớt tiêu rùa bỗng rác cả lồng vội rút đầu xuống cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ vì tham ăn sướng điện mà vương tiên sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn rồi vương tiên sinh cũng dùng xong món thịt rùa mười mấy ngày sau một đêm nọ ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa lửa thiêu rụi cả cầu thang cháy lan tới phòng ngủ của ông thiêu đến chăn bền thì ông mới giật mình tỉnh dậy trong lúc kinh hoảng ngơ ngác ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt cây tại đó. Vô phương tiến thoái, ông đang gào thét, thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi sông sắt, như bị đướng đóng thêm. Ông há to biện, gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ sông cửa. Ông bị nước xối bắn vào biển đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, vương tiên sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của vương tiên sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng, quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào? Thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình Đây chính là vương ti sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng Trong Kinh Pháp Cứu ghi Yêu nghiệt mà gặp phúc Là ác kia chưa chính Đến khi quả ác chính Thì tự thọ tội khốc liệt Vương ti sinh nhận thọ quả báo Thực khiến cho người ta phải kinh sợ cảnh ông chết thật là đau đớn khó khăn phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy mong những vị ưa sắc thiện niệm và ác niệm thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh vì vạn pháp do tâm tạo chúng ta tu hành cần phải kiểm soát tu trong từng cử tâm động niệm quản lý tâm mình cho tốt nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo số bệnh tức được cải đổi nhà phật thường nói khởi một niềm thiện cung điện nơi thiên đường liền thành khởi một niềm ác hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm trụ nơi vô trụ xuyên tu lục độ vạn hạnh ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại, đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì, Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình tiểu vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách sao chị chơi tệ quá vậy nhìn khí thế hung hăng của em tôi lấy giọng chị nghiêm nghị quở nó em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả bình thường để về dưỡng nên chị luôn nhường nhịn hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được thế là tôi túm lấy nó em dám đánh không? vào mông nó một trận Đó, chưa? tiểu vận bị tôi đánh khóc ầm, bà ầm bà lên vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung đồng hồ bàn ly tách các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết tôi khuyên ngăn vô ích ngay lúc đó dì dưỡng tôi về nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn dì dượng phật ý hỏi với giọng đầy trách móc vậy là sao trời vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả chẳng đợi tôi giải thích tiểu vận vừa khóc vừa gào lên là chị Hồng làm, làm hết đó Chị vừa đánh con vừa quăng đồ á Không những làm, làm làm con bị thương Mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn Ba ơi Mẹ ơi Chị chị thừa lúc hai người đi vắng Đã ăn hiếp con như vậy đó Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Vì dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ, một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên, dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn Dương ở cạnh bên thở dài não ruột. "Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy?" Tiểu vận đâu? Dì dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuấn tú, giờ đã biến thành cái đần đồn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bước đắc dĩ, kể cho tôi nghe, con đi rồi thì qua ngày sau, tiểu dựng đột nhiên toàn thân coi giật, đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đi chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra ba ngày sau vì tôi mừng rỡ gọi điện khoe alo con hả từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi Miệng và mặt nó hết bị co giật Có thể ăn cơm bình thường rồi đó con Tiểu giận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi Nó đã làm sai Và phải nhận lỗi trước con phải không Thật sự xin lỗi con nha Hôm ấy dì đã mắng quan con Con hãy tha lỗi cho dì nghe Tối nay con có rảnh không Mời con đến ăn cơm với dì nha con Thế là mọi việc tốt đẹp An ổn hài hòa Điều này làm tôi xúc động sâu sắc Nếu như mỗi người học Phật Đều có đủ trái tim từ bi cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ." Kinh Hoa Nghiêm nói: "Nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm nên dùng tâm dẫn dục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp vô ngã thành tù nơi dẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình nhân quả báo ứng luôn có thật lời người dịch đọc đến đây bạn có thắc mắc không tại sao có nhiều người ác khẩu vu khống tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận mà họ đâu có bị gì phải giải thích đó là tùy thuộc nhân quả tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người tôi xin tạm giải thích như thế này nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất điên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không vững nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cơ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng, sư tụng giống hệt trong nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó năm trăm đời miệng thường nhót nhét giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng a la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa ngoài tác động luật nhân quả mắng người thì bị người mắng hại người bị hại lại thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, thức, thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được ba con, hai nam, một nữ. Thằng đầu, tên Ô, chín tuổi. Thằng kế, tên Hồng, bảy tuổi. Và út gái, tên Bạch, năm tuổi. Hôm nọ, vợ chồng a bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con bỏ ba đứa nhỏ ở nhà nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ xây theo kiểu thái căn phòng có chất một đống rơm khô ngoài ra còn có một cái bán sói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lưu dùng đựng nước uống nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây khác nhau rất xa phân bổ rải rác trong điền viên Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà, do cổng khóa kín không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng, nước trị lửa, thằng U, nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lưu to đầy nước và đầy nắp lại. Sau đó, nó cũng nhảy vào một cái lưu khác, để tránh lửa lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi còn thiêu chết một con bò bị cột nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi khi vợ chồng a bang về họ cũng hoảng loạn tìm con đến tối mò cũng không tìm ra được sáng hôm sau một người bà con tên là luân bao cũng tới phụ tìm các trẻ giống như có biết trước ông vội chạy đến lưu nước dở nắp ra thì kinh ngạc hét to vợ chồng a ba nghe tiếng kêu vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng u đứa con trai đầu luôn bao lại mở tiếp cái lưu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của hồng và bạch lúc này hai vợ chồng quá đau lòng ngã xuống ngất xỉu báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn, hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong luôn. Luân Bao đáp. Đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói, bầy cá ở trong lù nước. Tỉnh dậy, Ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dở lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng, rồi ngất xỉu trên đất. Khi được các cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vua hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói. Bảo ứng! bảo ứng mà mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ thần trí mê muội không dám hỏi gì theo tập tục ở nông thôn hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con a bang vợ chồng a bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng đành náo tạm một nơi khác tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu họ thấm thía lý vô thường buồn vui ly hợp ở dân trang nên không chút do dự đồng sinh xuất gia ai cũng hiểu và cảm thông cho họ nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe a bang luôn miệng nói rằng báo ứng báo ứng ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế thật khiến cho người ta khó hiểu chỉ có a vu em vợ a bang là biết rõ a vu nói anh bang sống luôn biết giữ hòa khí nhiệt tâm giúp người anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá chính a vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này thái lan là xứ gạo cá và mùa xuân mỗi lần gặp mưa chân là thời kỳ cá đẻ trứng mười mấy ngày sau các con lớn bằng đầu đũa a bang ưa dùng vải mùng may thành vợt lùng bắt đám cá này ít thì có mười mấy con nhiều thì hơn trăm mạng sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi thả rau và các con vào chụm lửa nhỏ riêu riêu Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng, nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng, liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn dẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ không gì sánh có lần a ban làm ruộng anh dùng lưới vớt hết bầy cá con đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị A à lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi, chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái bình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói, Trăm ngàn năm nay trong chén canh, Oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển, Đến khiến cho A-Bang gánh phải niềm đau chôn con, Nếm mùi khổ tự thân chứng khiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm dịp sát quan trái, khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà bao nhiêu con vịt bao nhiêu heo bao nhiêu bò bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa và hôm nay chính là ngày báo ứng đến người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng thì sẽ phát sinh tâm từ tâm sám hối và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Tình chấp trói buộc Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên, những khảo nghiệm, những mài luyện đó bao gồm cả thân nhân quyến thuộc thực tế đều là đại thiện tri thức của mình chúng ta nên dùng tâm cảm ơn tâm chân thành mà đối đãi với họ tiêu hồng có một người mẹ thiện lương bà đối với cô đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo từng ly từng tí nhưng do sát nghiệp chướng ngại đến nay đối với phật bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tỉnh chấp trối buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút, thì di động của Tiêu Hồng liên tục reo vang. Trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường, ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí, khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi. Giờ con đang xem gì đó? Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì? Mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi. Đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do, và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo hợp mặt, dự tính sẽ về một một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là hợp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng dẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui. Cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc hỏi tôi, "Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy?" Tôi đáp, "Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả, tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy, bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ." Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó, giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ u việt. Hàng ngày, luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim, lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng, do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh đó, suốt đời phải bị nhốt trong lòng này. Con chim thờ cổ đại, đời nay là mẹ của Tiêu Hồng. Còn Tiêu Hồng, chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa, nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lạnh lại quả báo y hệt như vậy cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc giữ chặt bên mình dù tuổi hơn ba mươi nhưng nàng vẫn không có tự do con bạch mã chính là cha của tiêu hồng theo như lời tiêu hồng xác nhận hồi nàng còn nhỏ cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng trên bụng còn cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn ngù rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ, chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống, và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tính với đạo Dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có là một bài thơ chim họa mi như sau: Trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? bởi vì chim mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui nhân như thế thì quả như thế con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không dưỡng sinh làm người mang thương nữ lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái nhốt nó mãi mãi trong lòng mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên nhưng người con gái tuổi đã hơn ba mươi lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do tham ái là nguồn gốc sinh tử thuở đầu do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc không cho phép chim nhỏ được tự do thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu đối xử y như vậy cùng vương tử trong kinh 42 chương phật dạy do ái sinh lo do ái sinh sợ nếu lìa tham ái nào lo nào sợ. Kinh viên giác thì nói, nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luôn phiên trối buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước mức trình chấp nhiều đời khi hòa thượng diệu pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đỏ thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho hòa thượng nghe nơi đây có hai sa di khoảng hơn hai mươi tuổi tướng mạo trang nghiêm trước khi xuất gia họ đều đã tốt nghiệp đại học có bằng thạc sĩ sau khi họ phát tâm xuất gia rồi thì tụng niệm bái sám kinh điển thuộc mau các oai ghi, mỗi mỗi đều ổn. Để ra, hai cô này có thể nối bật xuất phát trong chúng, nhưng ngạc nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni-X và Ni-Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu, đại chúng chẳng để ý, như lâu dần, trong chúng bắt đầu lưu tâm, phê bình, bởi vì khi trụ trì, phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó, thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng, nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni-X bắt đầu lánh xa Ni-Y. Nào dè, lại phát sinh việc không hay, Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt, tí tai. Có tranh cãi cho lắm, thì Y vẫn không chịu để cho ít xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng, vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học, cũng chung trường. Ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần ít ở ngoài tầm nhìn của y, là trong lòng y rất bất an. Đi y, thưa với trụ trì rằng, Con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy, mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể. Cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai, thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng kích như keo sơn quấn quít không rời suốt cả một đời do tâm dâm ái sâu nặng nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến sớm tối chẳng lìa nhau đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến đây, chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục có muốn tiếp xúc với phật pháp cũng khó được kể xong hòa thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi lập tức phát nguyện buông bỏ hết họ cùng lên đại điện xin sám hối phát thệ sẽ tu hành tốt